Em tiếp tục đồng hồ cho các bác đấy ạ. Trong mã này thì có một con Gucci, con Gucci này, con hộp này. Và một con Citizen thì có hộp. Con này đẹp quá, đeo luôn trên tay luôn. Nhìn chưa? Đấy, có dấu cộng này, Thụy Sĩ đấy. Chiếc đồng hồ rất là đẹp luôn. Logo dấu cộng cả đây nữa. Chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. À, con này là con đồng hồ xem nào. Quen gơi gì đấy các bác đọc của em. Hàng qua sử dụng nhưng quá là đẹp luôn. Mặt kính sapphire rồi. Không có chuyện xước rồi. Thụy Sĩ mà còn xước này. Đây. Dấu cộng luôn ở đầu luôn. Đồng hồ Thụy Sĩ thì khỏi phải nghĩ ạ. Đồng hồ Thụy Sĩ khỏi phải nghĩ ạ. Và này kim này, dây của nó bác nhìn này. Mà cái dây những dòng này nó mềm nhẹo. Được chưa? À, con đồng hồ Thụy Sĩ số thứ tự là 397 giá 4 triệu 8. 397 giá 4 triệu 8 nhé. 397 giá 4 triệu 8. Đấy, đây là con đồng hồ Thụy Sĩ. Con này size nào. À, con này có size con này là size 41. 42, gần 42. Đấy. Tay bác nào 40 41, tóm lại là tay tầm 17 18 nó đeo ok nhé. Tay em này, tay em 17 đây. Đây còn hở này bác. Tay em 17, đường kính 17 nhé. Đấy. Số thứ tự là 397 giá 4 triệu 8. 4 triệu 8 con này nhé. À, con này quên mất không giới thiệu cho bác. Con này là 6 kim. À, nó chạy cả kim rốn này. Có nhìn chưa? Kim rốn nó chạy cả kim rốn, cả kim dây đỏ. À, thương hiệu logo của Thụy Sĩ dấu cộng không thể chê được vào đôi, hàng rất là đẹp luôn. Những con này bác các bác ạ, các bác đeo tay nó là thương hiệu. 4 triệu 8 ạ. Tiếp tục sang con 398. Đó là con Bulova 3 triệu 3. Con Bulova 3 triệu 3. Con này thiết kế rất là đẹp, sang trọng, tinh tế. À, con Bulova lộ máy, lộ cơ. Bulova 21 Jewel. À, Bulova. À, thiết kế với lại vàng, đen, trắng. À, số là mã, có số là mã này. Kim giờ cũng là kim màu vàng luôn. Con này phối hợp rất là phối màu rất là sang. Quá là sang luôn. Con này lên tay thì báo cáo các bác là lên tay thì mịn. Chấm hết luôn đúng không? Em xem nó bẩn gì đây. Lên tay là chấm hết luôn đấy. Em lên tay xem nào. Nó hơi mờ mờ, không phải, hấp hơi. Ok chưa bác? Lên tay phải nói luôn là quá là đẳng cấp, sang trọng. Con Bulova này. Con Bulova này size 40. Size 40. Máy lộ cơ. Size 40, máy lộ cơ. Đẹp lung linh. Nhìn thèm. Bulova. À, con này size 40 có mức giá là 3 triệu 300 nghìn. Bác nào có nhu cầu liên hệ. Đẹp thật, nhìn mê luôn. À, tiếp tục sang với con này nữa. Con này thì đọc méo mồm hết các bác, không biết đọc. Con này là số 339 giá 1 triệu 9. Con này bác nhìn cái dây nó làm giống hệt dây của Rolex nhỉ. Thì hai cái hãng này nó cũng như nhau mà. Dây Rolex có nhìn chưa. À, đây là con Rovendio. Rovendio. Cái mặt này, cái mặt màu này rất là hiếm các bác nhé, không phải kiếm được đâu. Rovendio. Đây nhá. Cái logo nó nằm ở điểm 12 giờ, bác nhìn logo đỉnh chưa? Và tất cả được 11 viên đá đính nhá. Hàng này của họ không phải họ đánh đính với đá vớ vẩn đâu các bác ạ. 11 viên đá đính kèm theo, cửa sổ lịch nằm ở điểm 3 giờ, giọt nước luôn ạ. Tất cả viền vàng này. Điểm viền vàng này, vàng với lại thép trắng. Và chạy điểm viền vàng đây. Con này tay bác nào từ 17 đeo là đẹp nhé. Tay em 17 đeo đẹp này. Đây 17 đeo đẹp. Mà cái màu này nó sang lắm. Nó chảnh. Cái màu này không trùng với đồng hồ mấy đâu. Không kiếm được cái màu trùng. Chưa. Ok chưa bác. Đấy. Đẹp cho các bác luôn ạ. Đấy. Số 339 giá 1 triệu 9 nhé. Con này size cũng gọn gàng này. Con này là size 30
36, size 36. Đeo đẹp luôn. À, tay em 17 đấy nhá. Ok chưa? Đấy. Sang tiếp tục với con Gucci. Con Gucci này còn sách còn hộp đây. Gucci còn nguyên hộp. Con Gucci này 340 giá 2,9 triệu. 2,9 triệu. Đây. Gucci. Con này dây da của nó vẫn còn đây nhá, dây da. Gucci. Ui còn mới đẹp lắm, bác nhìn này. Máy nặng trịch. Gucci. À, nó đó báo thông số là 100 m, 30 feet hay feet gì đây, 100 m. Ok chưa? Số bác nhìn số đẹp không ạ? À, màu đồng rất là đẹp luôn, kim và số màu đồng. Con này 6 kim. Con này 6 kim nhé. 6 kim và được đánh đính đá, bác nhìn này, 1 2 3 4 5 6, 6 viên đá và trong kia 4 viên nữa, 4 viên nữa trong. À đâu, 8 viên ở bên trong nữa. Một thương hiệu nổi tiếng ạ, nhé. Gucci nhé. Chắc nịch đồng hồ, không phải đùa những con này. Con này à, bác nào tay nhé. Tay tầm à. Thầy này đeo đẹp này. Đấy, con Gucci này số thứ tự là 340. Giá 2,9 triệu. Thôi các bác à, cho em mượn tạm em đeo con này phát. Con này đeo xa lắm. Nhé. 340 thôi cứ để đây đã. Đeo mà tí lại không có tay thử cho các bác. 340 giá 2,9 triệu với con Gucci này. Đấy. À, con này size con này size con này size 38, 39. Size 39. Size 39. Đẳng cấp của nó, hàng nó quá đẳng cấp luôn. À, chào đón các bác đến với con Buluva số 341 giá 2,6 triệu. Buluva 341. Con này thì dòng này thì thiết kế mặt đen. Mặt đen kim kim vàng. Tất cả các điểm giờ đều là màu vàng và có dạ quang, vào dạ quang, lỗ cơ luôn. 42 automatic, con này cơ tự động. Này. Bánh bán nguyệt đấy, cơ tự động. Con này màu đen vàng và chỉ vàng chạy xung quanh đây. Và thép, có nghĩa là pha cả màu thép với màu vàng đây. Màu vàng hai đường chỉ và ba đường chỉ thép. Điểm nhấn rất là nổi. Đấy. Con này số thứ tự là 341 giá 2,6 triệu. Tiếp tục chào đón các bác đến với một em Citizen số 342 giá 3,3 triệu. 3,3 triệu nhé. Citizen. Nhìn này. Nó thiết kế kiểu này rất là sang trọng, đặc biệt là cái dạ quang này. Dạ quang con này. Nó nhìn dạ quang chưa? Nó chạy khắp mép. Nó xem dạ quang nó. Ô con này dạ quang hết xung quanh luôn các bác ạ. Dạ quang hết xung quanh luôn nhé. Ôi trời ơi dạ quang này. Phê chưa ạ? Đẹp tinh tế, con này cơ nhé bác nhé, auto nhé. Hiện tại em đang cầm này là chưa lắc, chưa lên cơ. Dòng này các bác phải đeo này. Đấy, lên cơ chạy luôn. Bác nhìn chạy chưa? Ui, lắc cái nó chạy do. Máy vàng ươm luôn, Citizen. Máy vàng ươm ạ. Ui trời trời. Nhìn thích thế mà. Máy. Đẹp thật. Đẹp dã man luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Con Citizen. Dây vàng hết. Nhìn chưa? Đẹp mỹ mãn, cửa sổ lịch 5 điểm 3 giờ, cả lịch tuần và lịch tháng luôn. Automatic tự động sapphire, kính sapphire. Con là Citizen này 3,3 triệu. À, size của nó size 40. Số thứ tự là 342. 3,3 triệu. Bác nào mà có những bác nào cứ báo cỡ tay, em cần em chỉnh luôn cỡ tay luôn cho. Bác nào có cỡ tay thì báo, em báo em chỉnh cỡ tay. Tiếp tục con cuối cùng cũng là con Citizen.
Con này là hàng qua sử dụng, còn hộp này. Con Citizen này dây có thể di chuyển được. Cáp lụa. Cáp lụa đẹp chưa ạ? Citizen cáp lụa. Này. Cáp lụa gần như mới luôn. Nhìn được. Đấy. Ở đây là con Citizen. Đẹp quá. Này. Citizen. Nhìn chưa? Tất cả bằng thép hết đấy. Đấy bác nào mà dùng được sở hữu được những chiếc đồng hồ có thời gian thâm niên lâu như thế con này. Đây. Bác nhìn này. Citizen này. Mặt khá là đẹp nhé. Và những cái đồng hồ này nó hợp cho những bác trung tuổi, nhiều hơn. Bởi vì là nó cái thâm niên của nó khá lâu đây. Đeo lên rất là sang tay luôn ạ. Đeo lên cực kỳ sang đó nhé. Cái sang tay bác có thể tự di chuyển được, tay to tay nhỏ bác tự di chuyển đây, di chuyển ra di chuyển vào thoải mái. À con này có size nào, size con này là 36, 36 ạ. Số thứ tự là 400 bao nhiêu đây, vừa dính vào mất rồi, 343. À, 397. 390 300 đâu. 397, 398, 399, 340. 343. Con này là 399 bác nhá. Chứ không phải 339 đâu con này. 399. 399 nha. 399. 340. 341 và 342. Con này là 343 nhé. 343 giá 1,6 triệu ạ. 343. Rồi, chào các bác.